cái này là cái mà sai của nhiều anh em này mình hay nhầm giữa chi phí và đầu tư chi phí và đầu tư tôi ví dụ ví dụ cho nó mình một cái nhé à, ví dụ như này một số bạn đang có mặt ở lớp học này chẳng hạn là bạn à, đang phải đầu tư cái gì nào thời gian đầu tư thời gian một số bạn khác thì có đầu tư một ít tiền đầu tư thời gian nhé thời gian tuy nhiên khi mà nói đi học chẳng hạn rất nhiều người họ bảo ôi ôi đi học làm gì mấy ngày nhỉ ba ngày liền mất gì nhỉ? mất thời gian, quá là mất thời gian. À, họ nghĩ cái việc đi học nó là chi phí hay là đầu tư nào nữa mình? chi phí, mất thời gian. ngược lại người khôn ngoan là bạn phải nghĩ đây là một cái hoạt động đầu tư. Đấy. mình bỏ ra thời gian có thể là ba ngày thôi nhưng có thể nó nhân đôi hoặc nhân ba tài khoản của mình. ok nha. cái góc nhìn chi phí và góc nhìn đầu tư. rồi ví dụ thứ hai marketing, ví dụ thứ hai marketing. một số bạn nghĩ marketing là gì nhỉ? Rồi ví dụ như này Một người bán một cái nhà khoảng 5 tỷ đồng Tôi bảo là bạn hãy bỏ ra 3 triệu đồng để quảng cáo đi Nhưng bạn bảo không Chết 3 triệu à tốn tiền quá nhỉ Và cái nhà đấy nửa năm liền không bán được Họ nghĩ marketing là gì nhỉ Chi phí Ngược lại nếu bạn muốn kinh doanh thành công Bạn phải có góc nhìn marketing là Đúng rồi Ok nhá, lớp mình hai file người bên cạnh mà nói là marketing là đầu tư rất nhiều bạn không có dành thời gian và không có dành tiền bạc cho cái hoạt động marketing của bạn nên là cái doanh nghiệp của bạn nó không phát triển lên được. Đấy. đôi khi cái sự khác nhau của một người kiếm nhiều triệu đô la và một người không kiếm được đồng nào cả, đôi khi sự khác nhau chỉ nằm ở marketing thôi. Sản phẩm có thể xem xem như nhau nhỉ, nhưng sự khác nhau sẽ nằm ở marketing. Rồi một người tôi ví dụ như bỏ ra tiền mỗi một một năm họ đóng mấy chục triệu hay là mấy trăm triệu tiền đi đánh gôn này hay mỗi một lần họ ra đánh tennis Thế một người bảo ôi thế tốn tiền quá nhỉ. Nhưng một người khác họ bảo không, anh ạ à, anh thế thì anh không có kinh nghiệm rồi. À, em tham gia vào những cái câu lạc bộ như thế, thế thì lúc mà mà em vào đấy em gặp được rất là nhiều đối tác tiềm năng. Và một cái người như thế thôi, họ đem lại cho em những cái bản hợp đồng mà em có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, có những cái bản hợp đồng đem lại lợi nhuận cho em hàng tỷ đồng luôn cái góc nhìn của cái người đó họ nhìn cái hoạt động mà đi chơi thể thao nộp tiền vào những cái câu lạc bộ như thế góc nhìn của họ là chi phí hay là đầu tư nào đó mình đúng rồi nó mình hai file người bên cạnh và nói là góc nhìn chi phí và góc nhìn đầu tư à tôi ví dụ nó mình một cái nhá, mua sách nhá rất nhiều bạn chả dám mua vài ba quyển sách đâu mỗi quyển sách có một hai trăm nghìn nó cũng chả dám mua đâu và cũng rất hiếm người mà ra hiệu sách bảo em này xếp cho anh 500 quyển mang về một bạn sẽ chỉ làm điều đấy khi mà bạn có góc nhìn Đấy là một hoạt động gì à Đầu tư Một quyển sách chỉ có 100 000 đồng thôi Nhưng đọc một quyển sách trong rất nhiều trường hợp Có thể lấy được về 2 tỷ đồng, 5 tỷ đồng Một cái ý tưởng đấy nhỉ Nhặt một cái ý tưởng ở trong đấy ra Cái tỷ lệ mà ra hiệu sách mà mua 200 quyển của một lúc 500 quyển của một lúc nó không gần như không có luôn. Rồi ok, đưa mình, giờ cánh tay trái Hai pha người bên cạnh mà nói là đọc sách là đầu tư Đầu tư là gì? Đầu tư là tôi sẽ như này Tôi thả một đồng và tôi sẽ hy vọng là tôi lấy về 100 đồng nhá. Tôi thả một đồng xuống Tôi muốn bạn nhìn mọi việc dưới góc nhìn là gì nhỉ? Một cái câu hỏi quan trọng bạn nên làm Khi bạn làm việc gì bạn nên hỏi là đây là chi phí hay là đầu tư Đấy. Nếu mình hai hai người bên cạnh và nói đây là chi phí hay là đầu tư